2 bén. Xin chào cô bác chị bạn, trước tiên Sơ cũng xin kính chúc cô bác chị bạn sức khỏe và ăn năng. Thì hôm nay sẽ làm cái món gỏi bầu ngư. Đây mình mua được ít bầu ngư. Đây mình loại bỏ phần gan nè, phần gan nó là mình trộn gỏi không được, thành ra cái gan mình lấy ra để mình nấu cháo riêng, nấu cháo ăn nó bổ hơn. Đây. Đây là ngó sen này mình cũng tước ra chẻ phần làm đôi một đôi hết nè. Ít cà rốt, gừng, hành tím phi, ớt, đậu phộng, tiêu, dầu hào, dầu mè. Đây là nước cốt chanh với lại nước mắm, đường mình làm sẵn cho nó tiện. Cho miếng dầu mè vô. Ít tiêu đập chụp gập. Dầu hào. Chút xíu hạt niêm với chút xíu ngọt. Gừng. Cái bông ngư này nhiêu đây với mình mua 2 kg coi như một chút. Mình trộn trước để cho nó thấm. Rồi cái ngó sen với củ cải này mình cũng trộn tầm khoảng ít gì cũng phải từ nửa tiếng đổ lên. Ăn nó mới ngon. Còn ít mình chưa để hồi mình trộn bầu ngư. Thì mình cho bầu ngư vô mình hấp. Mình hấp tầm khoảng tính từ lúc nước sôi khoảng 8 phút. 8 phút là được rồi, để mình hấp lâu quá cái bầu ngư nó teo lên nó không ngon. Ui, wow. Nãy giờ mình để tầm 8 phút rồi. Để mình lấy ra. Cho ít nước mắm cốt chanh vô đây. Ít hành tím phi. Ít rau thơm. Chút xíu ớt cho nó cay cay. Rồi cho ông để cho nó ngấm đều hết đi. Bò ngư này anh á mua mấy ký, 2 ký hả? 2 ký. Đâu có chút xíu vậy? Em nghĩ đi, cái nồi cái gan cái vỏ không hết rồi. Chứ bây giờ lỡ mua ít quá rồi giờ sao giờ chịu chứ mình đâu có bán đâu em. Nghe tiếng ký nghe lớn nha. Cho miếng hành tím phi bóp nhuyễn ra. Một họng. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hey, hôm nay em thử cái món gỏi ngó sen bầu ngư thử bữa anh Toàn. Đó, cái cơm mình là lần đầu tiên làm luôn anh Toàn. Đó, rất hấp dẫn luôn. Cái bầu ngư này em hấp gừng đó anh. Đó, nhìn. Nhưng mà nó cũng siêu cay luôn nha. Bây giờ nói là thế này. Coi như anh ăn không bắt buộc anh ăn phải ăn hết ớt. Nhưng mà có gớt dính gì đó thì tùy anh. Thì dính gì quất quan trọng luôn. Là hết bầu ngư. Hết cái ngó sen là lụm ha. Thì chắc ăn hết bầu ngư. Bầu ngư thì hết chắc phải không? Ngó sen không biết sao ăn. Ừ. Trong vòng 30 phút sao? Trời. Trời luôn hả? Thôi nè, bỏ túi luôn. Mệt quá. Nhét vô luôn đi. Mình thua hoài. Rồi căng nha. Rồi căng. 30 phút nhưng mà coi lại coi bao số lượng bao nhiêu nữa mới được. Qua wow. Gần 3,6 kg. Ok anh. Rồi trừ nước ra cho tròn số luôn. Rồi. Là mâm với nước. Rồi mình trừ ra 600 g đó. Rồi. Là tức là anh còn lại là 3 kg. Lụm ha. Rồi lụm. Mời cô chú anh chị các bạn dùng gỏi sen. Rồi chuẩn bị nha. Rồi. 1 2 bén. Vừa luôn. Ngon chưa? Em làm à?
30 phút nha anh Quang. 31 phút rồi anh cũng không có tiền nữa nha. Ít cục rồi cay á. Nói chung là ớt thì nói chung phải cay thôi. Nhưng mà cái làm gỏi siêu cay này ăn mới đã, mới giật gân. Mẹ đứa em chào thua, bỏ chạy. Này chỉ có anh Quy với anh Bò thôi. Còn hết ba anh em lại thì lắc đầu liền. Ngon mà cay. Cô cá khô mới để vô cô cá gõ bào ngư mở cứ ăn cơm khô. Cái gỗ này mà mới gặp mấy ông uống rượu đế á. Đúng rồi. Hết bài luôn ha. Má cái miết này ướt quá. Hả? Tắt mưa nước không mắm mà. Lắm anh bòi, ba ký này một cái trộn cho thấm, còn có thấm thì cũng ngon. Đó là thể ấy ra là người ta chọn là ba mâm. Ba mâm anh, ba mâm nhiều lắm á.
tại vì số lượng này nó nhẹ thôi. Ba mà cho đi đám cưới rồi nó đi vô nó thôi tôi cũng bàn một.
Kéo hết cái này vô luôn anh Ba, dễ quay chứ anh Ba. Cái này ớt rất nhiều, anh để nó lọt dưới ớt rất nhiều, cay dữ lắm, cay cái giờ nó cảm giác nó đỏ.
quá thì đang hết cái ngói sen cái lấy cái bộ ngư ăn đậu phộng khỏi không bác. Nhai lâu cũng mỏi miệng dữ thiệt, vừa mỏi miệng vừa cay vừa nhiều. Này nói phải đúng nghĩa là quá sức khủng khiếp luôn, ba móc vừa nhiều vừa cay ăn không mỏi miệng luôn, mà ăn nhanh ta mỏi miệng là ta không phải chậm lại dữ thiệt. Hay quá anh Boy. Không thể làm nuốt trọng được luôn, buộc phải nhai. Ăn nhanh thì khỏi nuốt trọng, còn anh Ba nó nhai mà nó lẹ bởi thiệt. Xóm ăn đậu phộng loại bỏ đậu phộng cũng được anh. Đậu phộng nãy em có trừ hao chút xíu không sao. Vì khi đậu phộng nhiều quá ăn cũng không được. Cái đoạn sau này có chỗ mình có đám, cái nhạc Bảo Quyền lớn quá, mình lồng nhạc của mình vô cho lắp tiếng nhạc của Bảo Quyền, cũng rất mong cô bác chị bạn thông cảm.
mở vô mâm không thể nào mà nghĩ y ăn hết. 22 phút còn nhiều. Chứ thiệt. Bánh ra lụm ngói sen với bầu ngư ra hết đi anh ba. Rồi em đầu hàng luôn. Nhạc lớn quá. Chứng kiến mình thấy khủng khiếp và bất thiệt, vừa cay vừa nhiều, không thể nào nuốt trọng được, không mỏi miệng. Mấy thánh ăn lẹ gặp cái thứ này cũng bó tay luôn, đâu có nuốt được đâu. Khúc ngói sen khúc nào khúc nấy dài nuốt vô chổi liền. Gọn sạch luôn. Quá hay. Không bỏ sót miếng luôn ạ. Cái đầu phộng để lên đây, thôi được lên đây. Quá hay, mình đã cho y ăn hết dàn đầu phộng này cũng được. Nhưng mà thấy đầu phộng nhiều quá, ăn nhiều khi bầu tiêu quá nó cũng không im. Thôi, nhiêu được rồi. Quá hay. Mới 24 phút hoàn thành. Sao anh ba, cho cảm nhận ăn cái món gỏi bầu ngư này, cảm nhận nó sao anh ba? Tới công chuyện rồi. Tới công chuyện hả? Chỉ một lời một là tới công chuyện hả? Tới công chuyện rồi. Rồi mình không có nợ nần gì nữa nha anh ba. Dính bao rồi. Dính bao hả? Hai anh em mình đây cũng cảm ơn cô bác anh chị các bạn đã dành thời gian quý báu xem clip và đăng ký kênh của hai anh em mình. Hai anh em mình cũng không quên kính chúc cô bác anh chị bạn sức khỏe và nạn trà lỡ. Bye bye. Bye bye.